Chào anh chị và các bạn, hôm nay lại chia sẻ với anh chị và các bạn về một quán gỏi cá nhạch nổi tiếng ở thành phố Hải Phòng và cách mà người Hải Phòng ăn gỏi cá nhạch với những gia vị gì. Trong video này mình sẽ chia sẻ cho mọi người biết. Và anh chị và các bạn nào mà lần đầu tiên xem kênh Tôi Yêu Hải Phòng ấy thì nhớ đừng quên nhấn đăng ký và nhấn chuông để theo dõi những video mới nhất từ Tôi Yêu Hải Phòng nhé. Hiện tại thì mình đang đi trên con đường Lạch Tray đến quán gỏi cá nhạch đó. Thì mỗi lần đi qua con đường này lại thấy cảm giác một cái đó lạ lạ ở đây, vì rất là nhiều đèn luôn, nhiều đèn từ các biển hiệu hắt ra, trông thực sự là lung linh. Đoạn đường này thì có rất nhiều là quán sửa chữa này và mua bán điện thoại mới và cũ. Thực sự là có thể là mình thấy là nhiều nhất Hải Phòng ấy. Đoạn đường này thì là gần tới ngã tư Quán Mau, và đi qua cái khu cung văn hóa thiếu nhi một chút đấy. Đấy, thì đấy là cái đoạn đường này. Thì hôm nay cũng là ngày cuối tuần nên là tụ họp với bạn bè để ăn uống. Thì quán gỏi nhạch này nổi tiếng được nhiều anh em ở Hải Phòng biết đến. Đó là quán gỏi cá nhạch Lâm Viên. Thực ra cái tên quán chỉ là quán Lâm Viên thôi. Đấy, nhưng mà các bạn có thể search là gỏi cá nhạch Hải Phòng hoặc là Lâm Viên thì đấy, thì nó sẽ ra chính xác luôn địa điểm, địa chỉ cho mọi người xem. Theo mình biết thì không chỉ có mỗi món gỏi cá mà cũng có nhiều món khác để mọi người có thể là hội họp, tụ họp ở đây để ăn uống. Đặc biệt là có chị em phụ nữ thì đôi khi là không ăn được gỏi cá nhạch, hoặc là một số người mà không ăn được gỏi ấy, thì vẫn có thể đến đây. Mà những người khác mà ăn được gỏi, mà thích ăn gỏi cá nhạch thì đến đây cũng được. Đấy, chốc nữa mình sẽ review thực tế cái thực đơn cho mọi người có thể xem được. Nói đúng ra thực sự mình nghĩ là chắc chắn nếu mà bạn nào mà hỏi được ai đó ở Hải Phòng mà từng ăn gỏi cá hoặc là gỏi cá nhạch thì thể nào cũng chỉ đến cái quán này. Mình nghĩ là như vậy. Thực sự các bạn cứ thử xem. Bây giờ thì quán Lâm Viên này được đặt ở trong khu căn tin của trường Đại học Hoàng Hải. Trước kia thì nó nằm ở trong khu cung văn hóa Nghị viện Tiệp, và mình cũng ăn ở đó mấy lần rồi, cũng hội họp cả bọn bạn họp cấp 3 ở đấy. Các bạn khi các bạn tới cái địa điểm mới này thì các bạn tới đường Nguyễn Bình, cắt đường Lạch Tray rồi hỏi vào khu căn tin ở bể bơi trường Đại học Hàng Hải ấy, là có thể thấy quán Lâm Viên. Anh cầm xe này. Tức là chỗ anh ơi, anh cho em hỏi với lẩu nhạch ở đâu anh? Ở trong cái khu bể bơi của ký túc xá, có phải trong này không nhỉ? Hàng Hải nhỉ? Bể bơi xã. Vâng, đúng rồi. Ở chợ nào? Chợ Hàng Hải này. Hàng Hải à? Đúng rồi, cổng này là cổng này. Cổng này cũng được, cổng này cũng được. À rồi, cảm ơn nhé. Các bạn nhớ là đi qua chỗ cầu vượt Lạch Tray là tới cái đường Nguyễn Bình này thôi. Đó. Hoặc là hỏi đến trường Đại học Hàng Hải là tới cái đường Nguyễn Bình này. Thế cho hỏi là cái khu lẩu nhạch có ở phía trong này, đi thẳng ra phải làm sao? Vâng, cảm ơn chị. Để xe sân bóng. Đã tối thế nhỉ? Còn ở phía đằng kia kìa là chỗ là đường ấy, mấy lần mình đưa đồ vào đấy rồi. Đúng không? Khu để xe rồi. Và tới chắc là có thể là sẽ vào ở khu trường Hàng Hải quay tí, là trong này có một quán của Hàng Hải rất là đẹp. Chắc là tới chắc là tối không được gì. Đúng không? Căn tin này rồi. Nhà thể thao kìa. Chắc là khu lẩu nhạch ở trong này rồi. Chú ơi, cái lẩu nhạch ở trong này rồi. À đây à? À. Rồi, chào, cảm ơn nhé. Trà sữa. Lẩu nhạch. Cô để xe. Nhiều chỗ để xe. Cái lẩu nhạch ở đây. À đây. Đây rồi. Không biết đang đợi bọn nó đến.
chụp cái ảnh luôn. Biết trước khi ăn ở ấy không văn hóa. Ăn gỏi cá nhịch ở Lâm Viên mấy lần thì mình cũng có hỏi qua một chút nhân viên ở đây thì thấy bảo đây là cá nhịch của Nga Sơn Thanh Hóa. Thực chất ra thì Hải Phòng mình thấy mình search ở trên mạng thì cũng có cá nhịch Tràng Cát rất là nổi tiếng luôn. Nhưng mà mình cũng chưa rõ là quán nào. Các bạn nào mà đã ăn cá nhịch Tràng Cát hoặc ở quán nào rồi thì có thể comment xuống bên dưới để mọi người chia sẻ cho mọi người biết, để đợt tới mình có thể đến review chi tiết cả cái quán đấy. Tại vì là muốn tìm hiểu thêm để chia sẻ thêm cho mọi người mà. Đúng là ở Hải Phòng thì cũng có một vài quán gỏi cá nhịch, nhưng để làm nên món gỏi cá nhịch ngon ấy, chuẩn ấy, thì lại nằm ở trong cái nước bỗng chấm gỏi ấy. Và mình thấy mọi người đều đánh giá là ăn ở nhà hàng Lâm Viên có nước bỗng chấm rất là ngon luôn. Thực sự là như vậy. Và mình cảm nhận cũng rất là ngon. Nếu bạn nào ăn ở quán khác rồi hay ở quán này rồi ấy, giúp mình cho cái ý kiến bình luận ở bên dưới để chia sẻ để mọi người có thể hiểu rõ hơn. Ơ, nhạch ở đây là nhạch Thanh Hóa, nhạch Tràng Cát này. Nhạch Thanh Hóa. Nói về gỏi cá nhạch ấy, thì theo mình được biết là cá nhạch là một loài cá thường dùng để chế biến gỏi, là chuyên dùng để chế biến gỏi. Nó sinh sống ở chủ yếu ở khu ven Vịnh Bắc Bộ. Gỏi cá nhạch là món ăn đặc sản ở một số tỉnh thành phố như là huyện Ninh Sơn, Ninh Bình này, Nga Sơn, Thanh Hóa này, và một vài tỉnh thành như khác như là Thái Bình này, Nam Định này, thành phố Hải Phòng này. Gỏi cá nhịch rất ngon, thơm, bùi, có mùi vị đặc trưng nên thực ra là bất cứ ai ăn một lần cũng đều nhớ cái dạ vị của nó, cái vị của nó. Mà đặc biệt là cái vị của nước bỗng chấm rất là ngon luôn. Đó. Và mình tìm hiểu sâu hơn nữa thì nhịch thì không phải là rắn, mà chẳng phải là lươn. Mà thực ra thì mọi người bảo đấy không hẳn là cá, trông nó đấy thôi. Thân nhạch dài, bụng trắng, da trơn, có bề ngoài gần giống con lươn chạch, có thể sống ở cả môi trường nước mặn và nước ngọt. Đó là một số cái tìm hiểu của mình. Và cá nhạch sống sâu dưới lòng đất khoảng 2 mét, nói là có giá trị dinh dưỡng rất là cao luôn đấy. Thức ăn ưa thích nhất là những cái con giáp xác, đặc biệt là cái tôm, cá nhỏ. Thấy bảo là cá nhạch có khả năng sống trong nhiều tuần mà không cần sử dụng thức ăn. Đó là một số cái tìm hiểu của mình. À, và thấy bảo là con lớn ấy, thì cũng phải là 8-9 lạng hoặc cả 1 cân, dài đến 5-70 phân. Có hai loại cá nhạch, đó là cá nhạch thịt và cá nhạch xương. Trong đó loại nhạch xương ấy, thì thường là mọi người làm món này ngon nhất là xáo chuối đậu. Chứ làm gỏi thì thường là ăn nhạch thịt có màu vàng óng. Thấy các chuyên gia ẩm thực bảo là tính sơ sơ ấy, làm món gỏi nhạch này ấy, ít nhất cũng phải có phải khoảng 15 gia vị nhé. Và rau gia vị khác nhau. Nhưng mà có nhiều nhất là giềng và bỗng rượu. Giềng thì để trộn với nhạch, còn bỗng rượu để làm nước chấm. Và nếu mà muốn ngon nữa thì cần thêm một chút bánh đa, nem để cuốn. Đó. Thì theo cái tìm hiểu được của mình và mình thấy ăn vài lần ấy, cách ăn của người Hải Phòng mà mình thấy ăn ở đây vài lần thì người Hải Phòng ăn gỏi nhạch với cả bánh tráng, bánh cuốn tráng ấy, khô và cả bánh đa vừng các bạn nhìn thấy ở trên bàn đấy rồi đấy. Thì khi ăn các bạn cuộn với cả bánh tráng này gồm có thịt nhạch thái chỉ với thính này, ăn kèm với cả chuối xanh này, khế chua thái chỉ này, một chút rau thơm lá như là lá sắn này, lá mơ này, lá sung này, lá đinh năng này. Và đặc biệt ấy, thằng bạn mình nó bảo là không thể thiếu được cái lá mui này, lá mui và hành dầm. Hành dầm này là hành người ta thái nhỏ mà dầm với nước giấm, đường, tương ớt, đủ vị chua cay mặn ngọt để đi cùng vào, để nó có cái vị chua cay mặn ngọt cùng với trộn cùng với nước bỗng chấm. Đấy, ăn thực sự là ngon luôn. Mà mình theo mình được biết cái lá mui mà cậu bạn mình cậu ấy bảo là không thể thiếu được này. Tại sao lại không thể thiếu được cái? Đây gọi là lá gì? Lá mui.
thì cái lá mùi này được lấy từ bán đảo Đình Vũ, có vị hơi là chua chua, chát chát, ngọt ngọt, bùi bùi. Lá mùi rất tốt cho đường tiêu hóa. Người có bệnh về đường ruột không ăn được đồ sống thì ăn gỏi nhạch và có lá mùi này thì thực sự là yên tâm đấy các bạn nhé, nó đỡ cho đường ruột khi mà ăn gỏi nhạch. Đối với mình và đối với một số bạn bè mình cảm nhận về món gỏi nhạch ấy, thì cái cảm nhận ăn vào thì nó có, khi nhai nó có cái vị giòn giòn ấy, hơi chát chát của cả các rau sống này. Tiếp đến là vị béo ngậy của cái nước bỗng chấm ấy, vị ngọt bùi bùi dai dai giòn giòn của cá nhạch, vị cay nồng thơm và nóng của gừng xả ớt. Và cái nước bỗng ở đây nhé là cứ khoảng nửa tiếng hơn nửa tiếng gì đấy là người ta thay một cái bát bỗng, tại vì bát ăn bỗng này phải ăn nóng nó mới ngon. Mà thực sự mình thấy ở đây là phục vụ rất tốt cái phần nước bỗng này, ăn nó khi mà nó có độ nóng mà chấm vào ấy, ui nó ngon thực sự luôn, cảm giác thực sự cái cảm giác ngọt béo bùi xen lẫn mà giòn dai mềm thơm mát khiến người ăn ấy thực sự là ngon, mà cả mình chính mình cảm thấy là ngon thực sự luôn. Ăn bọn mình ăn hết, các bạn biết là ăn đến 3 đĩa, mà các bạn biết là trong cái đĩa của này trông nó vừa vừa phải phải thôi, mà 6 người bọn mình ăn thực sự là cũng no no. Đúng ra là bọn mình gọi thêm món khác, đáng như gọi ít thôi, nhưng mà bọn mình lại gọi thêm món cá, cá song. Đấy, cá song để làm món hấp với cả món lẩu thuyền chài. Thực sự là ăn thêm món cá song này nữa vào thì cũng no hẳn, thực sự là no hẳn. Ngoài cái ba cái đĩa cá gỏi nhạch kia, mà thực ra là thấy mọi người bảo là gỏi nhạch ở đây giá nó cũng không phải là rẻ. Đúng ra là như thế, là các bạn biết là 400 một đĩa đấy, 400 một đĩa đấy, một đĩa gỏi nhạch đấy, thì bọn mình ăn 3 đĩa đấy là khoảng 1,2 triệu 3 đĩa đấy, nhưng mà thực sự là ngon, thực sự là đã thực sự đấy, không phải là đùa đâu. Và bọn mình ăn thêm con cá nữa, cá xong rồi nữa, thịt ở đây làm cũng ngon, nước và lẩu ở đây ăn khá là ok. Để mọi người có thể ăn uống đây, bọn mình ăn hết 6 người là ăn khoảng hơn 2 triệu ấy, hơn 2 triệu chia ra. Nhưng mà nếu đúng ra là ăn 2 đĩa gỏi nhạch thôi, nhưng mà thấy ăn ngon quá làm thêm đĩa nữa. Đấy, là hôm nay là ăn thực sự là mới chỉ có 2 món này thôi mà cũng thấy rất là, thực sự là no căng luôn. Đấy, còn chưa thử cái món ba một vài món nữa ở đây thì chắc là để đợt tới review cho mọi người xem như thế nào, thì sẽ review thêm lần nữa để mọi người thấy cái ăn ở đây xem như thế nào. Nhưng mà đúng ra là mọi người có thể đến đây ăn hội họp cùng gia đình, mặc dù ở trong nhà kể cả người nào mà không ăn được cái món gỏi nhạch ấy mà gặp phải anh em là máu cái món gỏi nhạch này thì cứ đến đây là có món khác để cho chị em ăn và những món khác để cho mọi người ăn, còn đâu là chiến cái món gỏi nhạch này thì không chê vào đâu được. Và các bạn nhớ là mọi người đã từng ăn ở quán nào rồi thì nhớ là review luôn ở cái địa chỉ để mình có thể tham khảo thêm và chia sẻ cùng với mọi người trong những cái quán khác hoặc là trong những video khác ở trong món ăn khác. À, một lưu ý nhỏ cho mọi người là vì cái món gỏi cá nhạch này là cá sống chưa qua xử lý nhiệt nên sẽ không thích hợp cho những người có hệ miễn dịch tiêu hóa kém, đặc biệt là phụ nữ có thai này, trẻ em này, người già. Các bạn lưu ý không nên ăn quá nhiều. Nhưng mà lúc ấy bọn mình ăn 3 đĩa cũng nhiều ấy. Rồi, cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video. Và nhớ đừng quên nhấn đăng ký, nhấn chuông để nhận được những video mới nhất về chia sẻ về đường phố, lại cảnh đẹp, ẩm thực của thành phố Hải Phòng trên kênh Tôi Yêu Hải Phòng nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video và nhớ đón chờ video sắp tới cũng review về một số quán ẩm thực và đường phố Hải Phòng để mọi người có thể tham khảo hơn, chia sẻ về những đường phố mà mình đã sống và làm việc hoặc món ăn mình đã yêu thích, đã từng ăn nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.